Khóa học học ngoại ngữ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc hành trình của các vận động viên Việt Nam khi họ bước ra sân chơi quốc tế. Nguyễn Ngọc Trâm và đồng đội sau khi giành HCV ASEAN 19 môn karate đã tự tin tham gia phỏng vấn tiếng Anh trước truyền thông quốc tế. Tuy nhiên, việc học ngoại ngữ không phải là điều hiếm hoi trong cộng đồng thể thao Việt Nam. Nhiều đồng nghiệp của Ngọc Trâm đã tự học ngoại ngữ để mở rộng kiến thức và giao tiếp hiệu quả khi thi đấu quốc tế. Nguyễn Thùy Linh, tay vợt số 1 Việt Nam, là một ví dụ điển hình. Cô đã biến ước mơ về một ngày thi đấu quốc tế thành hiện thực. Thùy Linh không chỉ tham gia vài giải đấu quốc tế mà còn có những chuyến đi kéo dài tới một tháng. Đáng chú ý, cô thường phải tự mình thi đấu quốc tế vì cầu lông Việt Nam chưa có nguồn tài trợ cho việc huấn luyện viên đi cùng. Tuy cô phải đối mặt với sự đơn độc, nhưng điều này đã giúp Thùy Linh trưởng thành hơn sau mỗi chuyến đi. Để giao tiếp và trao đổi thông tin khi ra nước ngoài, Thùy Linh đã học ngoại ngữ. Cô có thể giao tiếp thành thạo không chỉ bằng tiếng Anh mà còn bằng tiếng Trung. Điều này giúp cô thuận lợi trong việc thi đấu tại các giải đấu quốc tế. Đứng trước thách thức học tiếng Trung với bộ chữ hoa phồn thể, Thùy Linh vẫn tỏ ra kiên nhẫn và quyết tâm học tập. Vận động viên này đã thể hiện sự cống hiến và đam mê trong việc học ngoại ngữ để nắm bắt cơ hội vươn xa trong sự nghiệp thể thao. Khóa học học ngoại ngữ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc hành trình của các vận động viên Việt Nam khi họ bước ra sân chơi quốc tế. Nguyễn Ngọc Trâm và đồng đội sau khi giành HCV ASEAN 19 môn karate đã tự tin tham gia phỏng vấn tiếng Anh trước truyền thông quốc tế. Tuy nhiên, việc học ngoại ngữ không phải là điều hiếm hoi trong cộng đồng thể thao Việt Nam. Nhiều đồng nghiệp của Ngọc Trâm đã tự học ngoại ngữ để mở rộng kiến thức và giao tiếp hiệu quả khi thi đấu quốc tế. Nguyễn Thùy Linh, tay vợt số 1 Việt Nam, là một ví dụ điển hình. Cô đã biến ước mơ về một ngày thi đấu quốc tế thành hiện thực. Thùy Linh không chỉ tham gia vài giải đấu quốc tế mà còn có những chuyến đi kéo dài tới một tháng. Đáng chú ý, cô thường phải tự mình thi đấu quốc tế vì cầu lông Việt Nam chưa có nguồn tài trợ cho việc huấn luyện viên đi cùng. Tuy cô phải đối mặt với sự đơn độc, nhưng điều này đã giúp Thùy Linh trưởng thành hơn sau mỗi chuyến đi. Để giao tiếp và trao đổi thông tin khi ra nước ngoài, Thùy Linh đã học ngoại ngữ. Cô có thể giao tiếp thành thạo không chỉ bằng tiếng Anh mà còn bằng tiếng Trung. Điều này giúp cô thuận lợi trong việc thi đấu tại các giải đấu quốc tế. Đứng trước thách thức học tiếng Trung với bộ chữ hoa phồn thể, Thùy Linh vẫn tỏ ra kiên nhẫn và quyết tâm học tập. Vận động viên này đã thể hiện sự cống hiến và đam mê trong việc học ngoại ngữ để nắm bắt cơ hội vươn xa trong sự nghiệp thể thao.